Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái chai nước cam ép. Nước cam ép này của mình sẽ có một cái thể tích đó là 320 ml. Và thành phần ở trong một cái chai nước này sẽ gồm có nước, đường, mía, nước cam ép hoàn hoàn nguyên và chất điều chỉnh đọng. Và sản phẩm này thì cái được chịu trách nhiệm bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, số 485 đường Sa Lộ, Hà Nội, phố Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, theo sự cho phép của công ty Coca-Cola, One Coca-Cola Plaza. Và sản phẩm này có vitamin C, vitamin E và canxi. Sản phẩm này có bổ sung vitamin C và vitamin E và thêm có cả đó có là canxi. Công ty Coca-Cola chủ sở hữu thương hiệu Minu với sứ mệnh tìm kiếm nguồn nguyên liệu trái cây chất lượng cao nhằm mang đến những thức uống trái cây tuyệt hảo. Hãy thưởng thức nước cam ép ngon tuyệt dành cho người từ 4 tuổi trở lên. Các bạn lưu ý nhé, cái sản phẩm này cũng có cái độ tuổi khác nhau. Như sản phẩm này thì sẽ dành cho bé từ 4 tuổi trở lên. Còn những bé mà dưới 4 tuổi thì các mẹ nên hạn chế sử dụng sản phẩm này. Tại vì trong một cái thành phần ở trong đây thì nó sẽ có những cái chất mà để cho các bé như mình cũng nên hạn chế. Và sản phẩm này sẽ dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Sản phẩm này dung tích của nó cũng khá được nhiều, tận 320 ml một cái chai như thế này. Và thiết kế của nó là nắp cài, chúng ta có thể khi uống chúng ta mở ra, và trên cái nắp này của chúng ta sẽ có một cái lỗ để chúng ta có thể chọc cái ống hút vào đây, rất là tiện dụng. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.